Được sự tài trợ của chính phủ Mỹ, Trung tâm Đào tạo khu vực của Simeo tại Việt Nam đã tổ chức hai khóa huấn luyện về quản lý giáo dục dành cho 60 hiệu trưởng và hiệu phó các trường trung học phổ thông trên toàn quốc từ ngày 2 đến 22 tháng 10 năm 2008. Khóa học đặc biệt ưu tiên cho các cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa và cán bộ nữ. Khóa học kết hợp nhiều phương pháp sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm, trình bày và tham quan thực tế với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên trong và ngoài nước. Nội dung khóa học xoay quanh việc trao đổi quan điểm, kinh nghiệm và thông tin về các trào lưu mới trong khu vực và thế giới, về xây dựng kế hoạch chiến lược, lãnh đạo công tác giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực, phương pháp đánh giá học sinh và ứng dụng công nghệ.